Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 5 tháng 1, kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trước giờ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ viếng có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước các phó chủ tịch quốc hội, thành viên ủy ban thường vụ quốc hội và các đại biểu quốc hội về dự kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khóa 15 vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại trong tiếng quân nhạc trang nghiêm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đại biểu quốc hội kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa hòa bình độc lập thống nhất Phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, kỳ họp bất thường lần thứ hai diễn ra ngay trong những ngày đầu năm 2023, đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2023, xem xét quyết định các nội dung hết sức quan trọng. Rút kinh nghiệm từ thành công của kỳ họp bất thường lần thứ nhất, kỳ họp bất thường lần này là hoạt động bình thường của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng cấp bách về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội tập trung cho ý kiến về các vấn đề xác định các quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu phát triển, dự báo xu thế phát triển và các kịch bản phát triển, định hướng về phát triển không gian kinh tế xã hội, không gian biển, định hướng sử dụng đất quốc gia, khai thác và sử dụng vùng trời phân vùng và liên kết vùng. Về dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục tập trung thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề về hội đồng y khoa quốc gia, thời hạn, điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Về nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nghị quyết số 30 của Quốc hội khóa 15 và tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung phân tích đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện về bối cảnh ban hành, kết quả thực hiện nghị quyết, bài học kinh nghiệm về xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, đồng thời cho ý kiến làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và tác động của việc cho phép tiếp tục sử dụng giấy phép đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược nhằm đảm bảo nguồn cung thuốc chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương việc bổ sung dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021, việc điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Ngoài ra, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với một số đại biểu Quốc hội và xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên chính phủ.